Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1, sách giáo khoa sinh học 12, trang 66 với đề bài như sau. Bệnh phenylketonuria ở người là do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định và di truyền theo quy luật Mendel. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh, lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh. Biết rằng, ngoài người em chồng và người anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh. Lời giải chi tiết như sau. Thứ nhất, vì cặp vợ chồng này bình thường nhưng đều có anh em ruột bị bệnh, từ đó suy ra cả hai người có kiểu gen A lớn gạch. Trong đó, xác suất để mỗi người có kiểu gen A lớn là 1/3 và xác suất để mỗi người có kiểu gen A lớn A nhỏ là 2/3. Thứ hai, để họ sinh con đầu lòng bị bệnh thì kiểu gen của mỗi người sẽ là A lớn A nhỏ. Suy ra, xác suất để hai người có kiểu gen A lớn A nhỏ sẽ là 2/3 nhân 2/3. Thứ ba, xác suất để hai người có kiểu gen A lớn A nhỏ sinh con bị bệnh A nhỏ sẽ là 1/4. Như vậy, xác suất mà chúng ta cần tính sẽ bằng xác suất của bố nhân xác suất của mẹ nhân xác suất của con bằng 2/3 nhân 2/3 nhân 1/4 và kết quả tính ra là 1/9. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi số 1, sách giáo khoa sinh học 12, trang 66.